Xin chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Tiếp tục trong clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu với anh em hai con âm ly cổ đến từ hai thương hiệu của Nhật xuất Mỹ và âm ly Mỹ để đánh các dòng loa cổ. Trong đó có cặp loa AR2. Thì anh em có nhu cầu đang tìm kiếm âm ly trong tầm tiền bình dân thì cùng xem clip của Khôi ngày hôm nay nhé. Thì đây Khôi sẽ đưa máy gần anh em cùng xem. Đó, âm ly rất đẹp, nói chung là về ngoài hình là tuyệt vời nha, tuyệt vời ha. Đó. Con trên này là con Robert 120 nha, 120 xuất âm biến thế xuất Mỹ, Nhật xuất Mỹ, sáu sắc RCA. Thì cái con này anh em tôi mở nhỏ lại thì thực chất nó là Akai AA6600 nhé. Rồi còn con dưới là con Relative ST250, nhưng thực chất nó là Sylvania 2742, nó là mị nòi nha, chạy sò nhôm Motorola. Thì hai con này đều đánh được các dòng loa cổ, trong đó có AR2 Pioneer 7788A và ngoài ra đánh các dòng loa khác. Thì Khôi mới lấy một cặp loa, Khôi lấy cái ví dụ AR là một trong những cặp loa nổi tiếng và nó thuộc dòng loa khó. Để mình cùng trải nghiệm, mình dựa vào đó để mình đánh anh em nhé. Chứ không phải là đánh nó là hay là gì, nhưng mà nó cũng khá hợp. Rồi sau đây nè, đây là mình đang xoay nhưng mà nó đúng dây, đều tất cả đều vào gỗ zin nè. Khôi đã dọn đẹp rồi. Hai con này rất là tuyệt vời. Con kênh thì size lớn hơn chút xíu, size này là size 46, còn con dưới là 44 anh em nhé. Đấy, 44 46. Trưng bày cũng đẹp, nghe cũng hay. Và hai con này Khôi bán đồng giá anh em nhé. Giá rất là rẻ luôn. Chưa tới 10 triệu đâu, 8 triệu 500 ngàn. Nhưng mà chất âm thật sự hay. Thì Khôi sẽ test một cái ca khúc quen thuộc của Chế Linh ha. Và hai con âm ly này sẽ đánh cùng một bài hát để anh em cùng nghe và trải nghiệm, vì để mình lựa chọn theo cái sở thích của mình ha. Mình thích cái chất âm con nào mà mình nghe trên điện thoại không cần hay nè, tại vì quay bằng điện thoại nghe trên điện thoại mà hay á thì chắc chắn rồi là không ai mua một con mua đồ của Khôi nữa, mà nói vui thôi, mà mình chỉ cần nó hợp tai ha là được. Đó, hai con này hai chất âm. Con trên thì theo cái Khôi cảm nhận á thì nó là sọt sắt, nó sò sắt là nó tiếng bass nó mọc nó mạnh hơn. Và nhưng mà nó là dòng xuất âm biến thế nên nó cũng vẫn cho chất âm nó mềm. Đó. Còn con dưới nè, con dưới thì nó là sò nhôm Motorola nên nó chất âm nó mềm mại, nó bay bổng hơn nha. Đó nên mình lựa chọn theo cái tai nghe của mình. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ edit lại cái phần ruột gan cho anh em xem nha. Cái này có ruột gan. Rồi sau đó thì Khôi sẽ test nhạc, nó clip nó hơi dài nhé, anh em cùng theo dõi. Đây Khôi đang test nhạc này, Khôi rút dây loa ra luôn. Thì các cái thông số nằm dưới này anh em, đây, Sylvania này, nó toàn bộ là tem dán hết anh em nha, nhưng mà nó là mịn nòi, nha, 100% là mịn nòi, made in Úc. Đấy. Thì cái con này anh em, nó để công suất của nó thì nó bị phai mờ rồi, nhưng mà Khôi nhớ không nhầm bên em nó là 180W ha, 180W công suất điện đó nha. Xin lỗi em, 240W đây nè. Đây 240W. Công suất khá tốt. Nó xài bằng cái jack này anh em, jack loa này nha. Jack loa là xài cái này. Anh em nào mua thì Khôi sẽ tặng cho anh em cái này để xài bắp chuối nha. Hoặc là nếu muốn xài mở chim thì Khôi sẽ làm cái khác. Nhưng mà đây này, đến hai cặp lamen và remote này. Đó. Tín hiệu vào đầy đủ nha. Đó. Có cổng phono rồi. Đó. Có đây thêm một cái nguồn nữa này, cái này là cái phần cái nguồn mà dự phòng á, nếu mà có vấn đề gì thì nó nhảy nó giống rửa le gì đó. Đấy. Rồi. Thì cái con này nè, nó rất là khó tháo nha. Thật sự là nó rất khó tháo. Thì mình phải tháo mấy con nóc này hết chứ này mình mới lấy ra được. Đây nè, Khôi đã tháo cái nắp đít ra nha. Anh em cũng thấy này, bốn con sò Motorola này, đó, sò rắp tay nha. Anh ha, bốn sò Motorola này.
ngày xưa họ đắp tay thì keo kết nó dính tùm lum tùm la, nhưng mà 100% là zin nhá. Đó, có đây zin, đây ngồn ở đây này. Đó. Tủ nó nằm ở trong, tủ nằm bên hông á nhá. À tủ nằm trong này nha. Tủ này, tủ trong này này. Rồi, thấy hai tủ này. Đấy, tủ trong này đó. Tủ nó là tủ sửa que gì đó nha, lúc trước có bán nó sửa que. Đó, sò Motorola. Đó, nên con này nó rất là hay luôn, hay khủng khiếp luôn anh em nha. Đó, ok chưa? Rồi. Thì phần tiếp theo á, thì Khôi sẽ lắp cái này lại rồi Khôi test chất âm, chủ yếu là mình nghe chất âm nha. Rồi bây giờ anh em đợi Khôi. Toàn bộ á, những cái mặt hàng mà bên Khôi bán á, thì dù nhỏ dù lớn, dù mắc tiền hay rẻ tiền thì cũng đều tháo ra quay rõ ràng chi tiết nha, để anh em cùng xem và để yên tâm mua hàng. Rồi thì Khôi tắt cái này luôn đi nha, cho nó tiền nha. Thì ở đây nè, chưa có vệ sinh luôn, chưa thổi bụi, chưa lau chùi, chưa có làm một bất cứ cái gì trên này luôn nha. Vừa tháo ra thì test hát cái quay cho anh em xem luôn á nha. Đó. Đây, nó là vừa xuất tủ này mà vừa là xuất âm biến thế luôn. Có người thì gọi là biến thế đầu pha, người thì xuất biến thế, thì mình hiểu lúc nào nó về cái gì cũng được. Đây. Hai cục chỉ còn zin luôn anh em nhé. Hai cục này là cục là biến thế đầu pha. Thì thực sự mình hiểu nôm na là bình thường á thì nó sẽ tù được qua sò thì nó ra loa. Đấy. Còn bây giờ á thì nó sẽ từ tù này rồi nó qua cục này rồi nó mới tới ra sò nha. Thì nó chất âm nó sẽ trầm rãi hơn, nó mộc mạc hơn nhưng tiếng nó sẽ sạch sẽ hơn. Đó. Thì nó giống như bên đàn vậy đó nè, nó có cái cục là xuất âm. Đó, hiểu nó vậy thôi. Đó, thì con này nè thì công suất nó cũng không có quá lớn đâu nha, gọi là không quá lớn như các dòng xuất tủ. Tuy nhiên nó vẫn đánh tốt nhiều loa. Công suất của nó được thiết kế là 100W. Thì đời này là đời của Mỹ này, điện 117V ha. 117V là đời của Mỹ. Đó, nên nó chạy sò RCA. Có nhiều đời lắm, nó có sò Sylvania này, có sò RCA này, rồi có sò Bendix nữa nha. Đó, ngày xưa rắp tay thì nó đóng nhiều đời sò lắm, chứ nó không hẳn là một sò. Thì sò Mỹ thì nó chất âm cho nó hay anh em. Và Khôi cũng nghe thử cặp loa con này rồi, và cách đây khoảng 3 năm Khôi cũng từng bán, nhưng mà đời nhỏ hơn. Ngày trước chỉ bán đời 112 thôi chứ không được đời 120 này. Đó, nên Khôi rất là thích nó nè, rất hài lòng luôn. Đầu ngõ dần dần niềm thương nhớ giáng sinh sinh một người, được nghỉ năm ngày phép mắt hai hôm làm quen em mới cho mình biết tên. Xuân xuân nét ngả khuôn trăng
đầu ngõ, dần dần đi tưởng nhớ Giáng sinh sinh một được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen, em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biên, chỉ gọt liễu mộng mình, làm sao bước sông hành. Anh chị em mãi gió lay nụ tầm xuân vừa hé. Chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím biên, anh đang trộm nhìn vào mộng chưa tỏ lối, bên mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý vui. Đời người có rồi anh em vừa nghe thử hai ca khúc trên hai âm ly cùng tầm tiền, thì cái tai nghe của mình á, mình hợp với con nào mình chọn con đó, hoặc là anh em có cảm tình với cái hình thức thì con nào thì mình chọn con đó ha. Còn riêng với ca nhân của Khôi thì hai con đều hợp. Cái con ở dưới, con Relative Sylvania thì nó cho cái tiếng nó bay bổng ha, mềm mại đó. Còn cái con Robert thì nó sò sắc, thì đầu tiên là cái tiếng nó mọc hơn, nhưng mà nó xuất âm đúng thế nên nó cũng mềm mại đó. Nhưng mà giữa hai con thì nó có một sự khác biệt như vậy. Anh em nghe cảm nhận và lựa chọn theo cái tai nghe của mình ha. Và clip của Khôi xin phép kết thúc ở đây, và hẹn gặp lại những clip sau. Thì cặp loa có giá là 18.500, âm ly thì có giá 8.500. Khi mua cả bộ và chuyển đủ tiền thì Khôi sẽ bao ship cho anh em, còn ship code thì cộng 30% và không bao ship nhé. Rồi, tới đây thì clip của Khôi xin phép kết thúc, và hẹn gặp lại những clip sau.